Khán giả tên là Lê Thuận ở Ninh Bình ạ. Bố tôi bị bệnh dung nhĩ. Tôi nghe nói căn bệnh này sẽ dễ tạo các cục máu đông gây tai biến mạch máu não hoặc là nhồi máu cơ tim, có phải hay không ạ? Xin bác sĩ giải thích cho tôi là tại sao bị bệnh này thì sẽ có các cục máu đông và làm thế nào để phát hiện sớm và có các biện pháp điều trị kịp thời? Chúng ta có thể hình dung là như thế này. Khi mà dung nhĩ là danh từ điện tâm đồ, nó chỉ tim đập không đều. Bình thường thì quả tim nó phải đập đều đặn theo một cái chương trình. Thí dụ như dòng điện tim nó phải đi từ nhĩ xuống thất rồi nó theo một cái trình tự nhất định. Bây giờ cái trình tự đấy nó bị không được như cũ nữa, và cái cơ nhĩ của nó gọi là đập với tần số rất là cao. Đấy. Và thất thì có thể đập nhanh hoặc là có thể là nằm trong giới hạn bình thường. Đấy. Khi mà gọi là dung nhĩ hay là loạn nhịp hoàn toàn, cái danh từ trên khi chúng ta nghe tim mà chúng ta thấy một cái tim đập không đều như vậy thì chúng ta gọi là loạn nhịp hoàn toàn. Khi mà loạn nhịp hoàn toàn hay dung nhĩ xảy ra thì làm cho cái bình thường thì cứ nhĩ bóp xong đến thất bóp, bây giờ rồi là sau đấy lại nhĩ bóp thất bóp. Thế thì cái dòng máu nó từ trên tâm nhĩ nó tống xuống tâm thất, thì tâm thất bóp thì dòng máu được tống vào động mạch chủ, nó theo cái chu chuyển như vậy, nó đều đặn như vậy. Thế bây giờ thì cái tâm nhĩ nó bóp nó không phải cứ một nhĩ một thất nữa, mà có 1, 2, 3, 4, 5, có khi đến 7, 8 cái nhát của nhĩ nó với đến cái nhát của thất. Vậy trong cái lúc buồng thất nó cứ chờ đợi tâm nhĩ bóp như thế này để đến lượt của nó bóp, thì cái máu nó nằm trong tâm thất nó không luân chuyển, nó cứ nằm như vậy, nó cứ rung nó như vậy mà nó không tống được vào động mạch chủ, thì chính những cái chu chuyển đấy, cái thời gian của máu nó không luân chuyển được như vậy thì nó sẽ đến giai đoạn nó sẽ đục. Nếu chúng ta thấy rằng máu nó ở lâu một chỗ thì nó sẽ khởi phát cái quá trình đông máu. Cái đông máu ấy thì nó tạo thành những cái cục máu nhỏ. Cái cục máu nhỏ này đến lúc mà tâm thất bóp mạnh đẩy máu vào động mạch chủ thì nó đẩy luôn cả cái cục máu đông vào trong động mạch chủ. Khi mà động mạch chủ thì bắt đầu nó lên động mạch cảnh, nó bắt đầu nó lên các mạch trong não, đến cái lúc cái cục máu nó không di chuyển được nữa thì nó tắc lại. Mà nó tắc lại thì hoàn toàn các tổ chức phía sau cái động mạch đấy không có máu nuôi dưỡng nữa, thì người ta gọi là đột quỵ. Vậy thì cái này trong dung nhĩ thì một trong những cách điều trị, nó có mấy cách điều trị. Một là điều trị về nhịp. Nhịp tức là chuyển từ cái dung nhĩ này thành một cái nhịp xoang như là người bình thường để tránh cái chuyện hình thành cục máu đông. Thứ hai nữa, nếu mà không chuyển được nhịp về trạng thái bình thường thì người ta kiểm soát cái tần số tim, tức là làm sao cho cái tâm thất nó bóp ở trong một cái giới hạn nhịp an toàn, và cộng vào đấy thì người ta phải dùng các thuốc chống đông máu để làm sao cho máu nó không dễ đông nữa, máu nó giảm đông đi, nó không hình thành cái cục máu đông đấy. Vậy thì sẽ căn cứ vào các yếu tố nguy cơ như bố bạn có bị tăng huyết áp hay không, có bị suy tim hay không, có bị tiểu đường hay không. Nếu càng nhiều các bệnh như trên, tức là vừa bị tăng huyết áp, vừa bị suy tim, vừa bị tiểu đường, thì mà cộng với một cái dung nhĩ thì chắc chắn là phải dùng các thuốc chống đông. Chống đông máu tức là làm sao cho máu không đông nữa. Vậy thì máu không đông nữa thì chúng ta sẽ đối mặt với cái tình trạng là nếu nó không hình thành được cục máu đông nhưng mà sẽ dễ bị chảy máu. Khi mà dễ bị chảy máu như thế thì không có cách nào khác là phải theo dõi các thành phần đông máu một cách rất là đều đặn để làm sao cho nó vừa không đông được máu nhưng mà bệnh vừa không chảy máu cho người bệnh. Thì cái đấy là cái mà điều trị cũng rất là sâu. Tuy nhiên rằng là vì lợi ích của điều trị thì chúng ta vẫn phải dùng. Hiện nay có những cái thuốc mà chúng ta không cần phải theo dõi nhiều. Ví dụ như là người ta gọi là các thuốc chống đông đường uống thế hệ mới như rifaroxaban chẳng hạn, thì chúng ta có thể uống hàng ngày và không phải theo dõi các thành phần đông máu.
Tuy nhiên rằng là không phải theo dõi mà nó là an toàn hoàn toàn, nó vẫn có thể gây chảy máu mà nó vẫn có thể gây đông máu được. Thế cho nên là điều trị cái này thì hoàn toàn là rất chuyên khoa. Chúng tôi chỉ nói một số phần thuộc về nguyên tắc như thế để cho mình nắm được, để mình phối hợp cùng với bác sĩ để làm sao mang lại cái lợi ích tối đa cho bệnh nhân. Vâng, và hy vọng là vị khán giả gửi câu hỏi đến cho chương trình thì